Xin chào các bạn, chào mừng bạn đến với kênh của Huyền A Dấp Nguyễn. Mình rất vui gặp lại các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cắt hoàn chỉnh mẫu bộ đồ quần đùi áo sát lách mặc nhà của nữ. Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn để cắt quần trước, rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn cắt áo sau. Số đo của mình này: dài quần 35, vòng bụng 80, vòng mông 92 và vòng ống 50. Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cắt thân trước của quần trước. Trước khi đi cắt, các bạn để ý giúp mình này, gấp giúp mình thẳng canh vải nhé, các bạn không được tiếc vải nhé, gấp thẳng canh giúp mình. Dài quần của mình 35, các bạn cộng giúp mình 5 cm vừa cạp vừa gấu, là dài quần 40. Nối luôn giúp mình đường rộng ngang bụng này, tính giúp mình đường hạ đũng quần này. Vòng mông của mình 92, các bạn chia 4 thì bằng 23. 23 các bạn cộng giúp mình 8 cm nhé. 23 cộng với 8 là bằng 31 này. Các bạn nối luôn rộng ngang mông giúp mình. Các bạn tính giúp mình đường rộng ngang mông nhé. Vòng mông của mình 92, các bạn chia 4 thì bằng 23. 23 các bạn cộng giúp mình 10 cm là bằng 33 này. Vào cửa quần giúp mình 5 cm. Các bạn kéo vuông góc lên này, check vào cho mình 2 cm. Đoạn từ dưới lên các bạn lấy cho mình 10 cm. Lối giúp mình xuống đường rộng ngang mông này, đừng chéo, các bạn chia đôi nhé. Đoạn này các bạn chia 5 phần, các bạn sẽ lấy 2 phần cho mình là được. Rộng ngang mông của mình là 33, các bạn chia 2 bằng 16,5 nhé. 16,5 các bạn sẽ lấy phần gấu cho mình là 16 này. Lấy hết phần khổ cho mình luôn, cho cái ống nó rộng nhé. 16 cho mình luôn. Nối giúp mình lên đây. Đoạn này các bạn nối lên cho mình. Vậy là mình vừa dẫn các bạn vẽ xong thân trước của quần. Các bạn cắt giúp mình theo đường phấn này. Cái đoạn này các bạn để nguyên nhé, để khi mình cắt xong thân sau thì mình cắt một thể. Sườn thì mình không cắt nhé. Các bạn cắt thân sau giúp mình. Các bạn tính giúp mình đường rộng ngang mông sau này. Lấy ra giúp mình 5 cm thôi nhé. Đoạn dưới thì các bạn lấy cho mình 3. Sau đó nối vào cho mình là được. Từ điểm rộng ngang mông này các bạn lấy vào cho mình 7 cm này. Vì cái phần đũng này nó ngắn nhé, tí mình sẽ dẫn các bạn chỉnh sau này. Các bạn kẻ vuông góc lên nhé. Check vào trong cho mình 3 cm là được. Từ đoạn dưới này lên đây các bạn lấy cho mình 10 cm. Lối xuống giúp mình đường rộng ngang đũng thân sau. Đừng chéo, các bạn chia đôi này, đánh vào cho mình 1/2. Các bạn dông cho mình đũng quần lên 3 cm nhé. Vậy là mình đã dẫn các bạn vẽ xong thân trước và thân sau.
của quần này. Để cắt thân sau nhé các bạn. Cắt luôn cái phần sườn ấy cho mình là được này. Dài túi các bạn lấy cho mình 26 nhé. Và rộng là 17 nhé. Cái đường này các bạn cua vào cho mình một chút này. Từ dưới lên các bạn lấy cho mình 5 cm này, đánh cho mình. Sau khi vẽ xong nhé, các bạn sẽ đặt thân lên. Chỉnh cái túi lên trước cho mình là được. Phần túi này các bạn lấy cho mình là rộng miệng túi 5, hạ cho mình 16 nhé. Các bạn lối vào đây cho mình, đánh cong vào đây cho mình là được, mình được phần miệng túi này. Cắt giúp mình. Sau cắt miệng túi xong nhé, các bạn lấy thân trước ra. Cắt cái miệng túi này cho mình theo thân trước này. Số đo của mình này, dài áo 45, rộng vai. Số đo của mình này, dài áo 45, rộng vai 36, vòng ngực 86, vòng bụng 80 và vòng mông 92. Dài áo của mình 45 nhé. Các bạn cộng giúp mình 3,5, đường may là 48,5 này. Cắt thân sau của áo trước này, ngang cổ nhé. Ngang cổ các bạn để 10, hạ cổ để cho mình 7 cm. Sau đó các bạn đánh lên cho mình được họng cổ của thân sau này. Tính giúp mình đường hạ xuôi vai. Hạ xuôi vai các bạn để cho mình 3,5. Rộng vai của mình 36, các bạn chia 2 thì bằng 18. 18 các bạn trừ cho mình 1 cm bằng 17. Đường rộng ngang cổ các bạn chia 3. Lối giúp mình thì đường rộng ngang vai nên đường ngang cổ cho mình. Vòng ngực của mình 86, các bạn chia 4 thì bằng 21,5. 21,5 các bạn cộng cho mình 1 cm thì bằng 22,5. Sau đó các bạn kẻ giúp mình đường rộng ngang eo luôn. Tính giúp mình đường rộng ngang ngực và tính luôn giúp mình đường vào lách nhé. Các bạn tính vào lách cho mình bằng 1/10 vòng ngực nhân 2 cho mình, giúp mình lên đường rộng ngang vai nhé. Đường hạ ngực các bạn chia đôi lối vào đây cho mình. Đường chéo các bạn chia đôi nhé. Lấy vào đây cho mình 1/2 là mình được vòng lách thân trước này. Tính giúp mình đường rộng ngang eo, vòng bụng của mình 80 các bạn chia 4 thì bằng 20, 20 các bạn cộng 3 cho mình là 23 nhé. Các bạn cứ lối rộng ngực xuống eo này cho mình thì mình hướng dẫn các bạn tiếp nhé. Gấu của mình là gấu dạng áo váy một chút nhé, nên mình cắt rộng này.
Vòng mông của mình 92, các bạn chia 4 nó bằng 23. 23 các bạn cộng cho mình 5 cm là 28 cm. 23 cộng 5 bằng 28. Sau đó bạn nối giúp mình lên đường rộng ngang ngực này. Đường eo các bạn đánh cho mình 1 cm cho nó thoát này. Đường gấu các bạn sẽ lên cho mình 2 cm. Vậy là mình đang dẫn các bạn vẽ xong thân sau của áo. Các bạn cắt giúp mình cái đường phấn này. Sau khi cắt xong thân sau nhé, các bạn sẽ để đến cắt thân trước cho mình này. Cái phần thân trước thì nó cũng không khác gì những cái áo cotton tông đâu nhé. Các bạn chỉ cần đặt thân lên này. Từ cái đường lách thân sau này các bạn sẽ lấy vào cho mình 0,5 thôi nhé. Thì gần như là nó bằng lách thân sau này. Các bạn quét sâu một chút này. Vai các bạn để nguyên cho mình nhé. Từ cái điểm hạ này xuống cái lách thân trước các bạn hạ cho mình 0,5. Cái phần thân các bạn cắt bằng thân sau cho mình nhé. Cổ này các bạn để bằng thân sau này. Ngang cổ 10 này. Hạ cổ là 15 này. Các bạn đánh cong vào cho mình là được nhé. Còn cái phần vặt dưới này mình sẽ để vặt thân trước lên nhé. Để cắt cái phần vát này nhé, các bạn chỉ cần lấy cho mình từ dưới gấu này lên đây là tầm này. Các bạn lấy nhiều lấy ít là tùy nhé. Lấy từ 5 đến 8 hoặc 10 là tùy nhé. Mình lấy 8 này, từ góc lên mình lấy 8 này. Và mình nối ra đây nhé. Các bạn đánh cong là được phần trước nhé. Dây viền cổ này. Dây viền cổ bạn lấy dài cho mình là 30 và rộng 4 nhé. Còn dây viền lách này, mình lấy dài 25 và rộng 4 nhé. Mình sẽ lấy dây cốt tông để mình phối vào cái hoa này thì nó sẽ đẹp hơn này. Vậy là mình hướng dẫn các bạn cắt hoàn chỉnh bộ quần đùi, áo sát lách, mặc nhà dành cho nữ. Các bạn thấy video của mình hay và hữu ích, hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình. Chúc tất cả các bạn cắt và may thành công. Chào các bạn.